chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay A độ cực chất với dàn chân nhiều món đồ chơi đẹp. Quay A là dòng xe huyền thoại đã đi vào trái tim của rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam. Tuy đã có rất nhiều mẫu xe khác mạnh mẽ, ấn tượng hơn, nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại các biker thích chơi những dòng xe đời cũ của nhà quay. Và cái chiếc Quay A dưới đây một dẫn chứng cụ thể. Xe độ lại đồng hồ MX Full LCD cho chiếc xe thêm phần hiện đại hơn. Tuy nhiên để lắp được cái món đồ chơi này, buộc lòng người chơi phải chế lại bờ cổ. Tay thắng CRC Folding ngoài khả năng tăng đưa 6 số, nó còn được trang bị khả năng chống gãy. Nhìn xuống dàn chân, ta thấy được hình ảnh rất quen thuộc, cây dầu Morin, heo dầu Rainbow Hybrid, logo lớn. Và dưới đây, khi em nó được trang bị một cái cổ bô tin nhùm Volkswagen S bình dầu rời, một sản phẩm tăng thêm cái độ nhún êm ái, thì nó còn đem lại một cái vẻ hầm hố lấp đầy khoảng trống dưới gầm xe. Dàn chân được trang bị cái niềm nhôm của Rossboy, cầm của Nova, tạo cho chiếc xe có sự nhẹ nhàng nhưng đầy cứng cáp. Exeter 50, mái nằm thần thánh, được trang bị cái dàn chân là bao đẹp. Thoạt nhìn cái Exeter 50 dưới đây, cái giống với phiên bản Exeter 105 năm số của nhà Yamaha. Tuy nhiên, đối tượng khách hàng mà hãng xe này hướng tới là những cậu học sinh chưa có bằng lái để dễ dàng sử dụng. Nhìn ngắm cái dàn đầu xe độ, ta thấy được cái sự mới lạ ốp đầu của LC 105V5 của thị trường Mã Lai. Tay thắng CRC tích hợp cái 6 cấp tăng đường. Góc ảnh đã hiện rõ cái phần lốp máy 50cc của em đó. Tuy nhiên, xe được một học sinh dọn lại những món đồ chơi mà chủ nhân hầu như là không kém cạnh gì với những người anh em 105cc. Dàn chân được trang bị heo dầu của Rainbow, logo lớn, hai bit đã xứng, phát heo CNC, cái đĩa của Gaffer, KTM, thất lòng đĩa CNC. Tất cả những món đồ chơi được gia cố bằng ốc roti. Giảm sóc sao được trang bị phục cái reo bình dầu rời, ngoài cái độ nhún êm ái thì còn đem lại một cái vẻ đẹp thẩm mỹ cho em nó. Các chân Raider cũng được lựa chọn tham gia vào bản đồ này. Dàn chân được trang bị cái niềng nhôm Yoko, cái đùm X1R. Cảm ơn bạn đã dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.